Núi Côn Lôn ở Trung Quốc là một nơi rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Mặc dù những ngọn núi này không phải là nơi để du lịch, nhưng vì có nhiều điều bí ẩn kỳ lạ xảy ra với những người tò mò bước chân vào vùng cấm địa này. Có thể nói rằng núi Côn Lôn là một trong những ngọn núi linh thiêng ở Trung Quốc. Nó có độ cao 4.776m và dài 2.500km. Ngọn núi này cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim thần thoại ở Trung Quốc, nhưng các cảnh quay đều được thực hiện ở khu vực ngoài rìa, không ai dám đặt chân vào sâu bên trong. Côn Lôn là dãy núi, thường được nhắc đến trong các tác phẩm văn học nghệ thuật. Với vị thế là vùng núi thiêng được mệnh danh là Vạn Sơn Chi Tổ, vương của các dãy núi và là xương sống của vùng đất Trung Hoa. Đối với người Trung Quốc, ngưỡng vọng Côn Lôn chính là ngưỡng vọng ngọn nguồn bờ cõi, nơi khai sinh nền văn hóa 5.000 năm, nơi được bao trùm bởi vô số câu chuyện thần thoại về nguồn gốc con người và các triều đại văn minh tương truyền. Vị thần khai trời mở đất khi thiên địa còn ngổn ngang chính là Bàn Cổ. Ông được cho là sinh ra từ một hòn đá thiêng tích tụ linh khí trên núi Côn Lôn. Về sau, vào thời kỳ Phục Hy, thiên địa phát sinh biến đổi lớn, đại hồng thủy hủy diệt thế giới và chỉ có người ở vùng núi Côn Lôn may mắn còn sống sót, tiếp tục sự nghiệp kiến tạo văn minh. Được bao trùm bởi những câu chuyện thần thoại như thế, cộng thêm vị trí địa lý thuộc hàng đắc địa, trải dài hơn 3.000 km với bề ngang chiếm khoảng 201 km và là một trong những dãy núi dài nhất châu Á, Côn Lôn Sơn nghiễm nhiên chiếm vị trí quan trọng trong tiềm thức tâm linh và văn hóa của người Trung Quốc. Giới nghiên cứu văn hóa công nhận, hệ thống thần thoại Côn Lôn là ngọn nguồn sớm nhất của nền văn hóa 5.000 năm Trung Hoa. Thần thoại Côn Lôn là văn hóa nguyên khởi và là triết học nguyên thủy, tổ hợp quan niệm và nguyện vọng của nhân loại thời kỳ sơ khởi. Chỉ xét riêng về mặt vị trí địa lý, các câu chuyện thần thoại và tính cách văn hóa của Côn Lôn đều chứa đựng nội hàm rộng lớn, xuyên suốt từ cổ chí kim. Mạch núi Côn Lôn bắt ngang bản đồ phía tây của Trung Quốc chính là nơi có độ cao bình quân cao nhất trái đất tính từ mặt nước biển. Hệ núi kéo dài với diện tích rất lớn, khởi nguồn từ phía nam Tân Cương, tiếp nối với bắc Tây Tạng, phía đông tiếp giáp với tỉnh Thanh Hải. Tuy nhiên, điều khiến Côn Lôn trở nên vô cùng kỳ bí lại chính là truyền kỳ nổi tiếng về cửa địa ngục. Cửa địa ngục núi Côn Lôn trở thành nơi khiến con người chỉ nhìn từ xa mà không dám bước vào bởi những điều thần bí đáng sợ mà nghe qua đã thấy rùng mình. Rất nhiều người muốn thám hiểm và tìm câu trả lời về sự bí hiểm ấy, nhưng cuối cùng vẫn không lý giải được. Núi Côn Lôn cao chót vót, núi tuyết sông băng với địa thế nguy hiểm huyền hoặc là thử thách nhiều nguy hiểm mà các nhà thám hiểm phải dè chừng. Tương truyền rằng, những người chăn cừu sinh sống ở núi Côn Lôn thà để dê bò chết đói ở bãi sa mạc, cũng không dám bước vào nơi rợp bóng cỏ non nhưng âm u tịch mịch ngay gần đó. Vùng thung lũng này được gọi là Tử Vong Cốc, tức là thung lũng chết, hay chính là nơi có danh xưng cửa địa ngục núi Côn Lôn. Khắp nơi trong thung lũng là sự ngổn ngang la liệt của da lông sói, xương cốt gấu, dao súng của thợ săn, cùng những gò đất hoang, lọt thỏm giữa một bầu không khí âm trầm đáng sợ. Có một câu chuyện có thật, do đội địa chất của Cục Địa khoáng vùng Tân Cương tận mắt nhìn thấy vẫn được mọi người kể lại. Đó là vào năm 1983, một bầy ngựa của nông trường A Lạp Nhĩ thuộc tỉnh Thanh Hải, trong lúc mải mê ăn cỏ tươi đã bước vào Tử Vong Cốc. Người chăn ngựa vừa đến nhận công việc này, tự thấy có trách nhiệm, bèn mạo hiểm vào thung lũng để tìm ngựa. Kết quả như thế nào? Vài ngày sau, bầy ngựa trở về nhưng người chăn ngựa thì mất tăm. Sau này thi thể anh ta được tìm thấy trên một ngọn đồi nhỏ, hình dạng trông vô cùng thê thảm, quần áo rách nát, đôi chân để trần, mắt trợn tròn, miệng mở to, súng săn vẫn cầm trên tay, giống tư thế của người chết không nhắm mắt. Điều kỳ lạ là trên người anh ta không có vết thương hay dấu vết bị tấn công nào, vậy ai đã gây ra điều này? Mọi người không lý giải được. Không lâu sau sự việc này, một đội địa chất làm việc gần đó cũng gặp nạn trong chính thung lũng này. Vào tháng 7 năm đó, thời tiết đang là mùa hè oi bức, nhưng nơi đó đột nhiên xuất hiện một cơn bão tuyết. Khi bão tuyết đi qua, đột nhiên xuất hiện tiếng sấm vang trời, người nấu bếp ngất xỉu ngay tại chỗ. Đồng nghiệp lập tức chạy đến cấp cứu, may mắn là anh ta dần dần hồi tỉnh, bèn kể lại sự việc. Anh ta nói rằng lúc đó chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng sấm, rồi toàn thân ngay lập tức bị tê cóng, trước mắt tối sầm, sau thì không biết gì nữa. Ngày hôm sau khi bắt đầu công việc, các thành viên trong đội địa chất phát hiện toàn bộ sườn đồi đều đã đổi màu, đất vàng giờ biến thành đồng một màu đen.
cảnh tượng trông như thế tất cả đều đã bị hủy diệt, động thực vật đều không còn. Đầu đầu cũng là xác chết trâu bò và xương cốt của các loài động vật khác, cảnh tượng trông thật vô cùng thảm khốc, thê lương. Đội địa chất cảm thấy sự việc không ổn, nhanh chóng tiến hành điều tra. Kết quả phát hiện vùng đất này có từ trường dị thường, hơn nữa phạm vi phân bố cũng rất lớn. Càng vào sâu trong thung lũng, từ trường càng mạnh. Các nhà địa chất học cho rằng, dưới tác dụng của hiệu ứng điện từ trường trong thung lũng và điện tích sản sinh trên những tầng mây hợp lại sẽ tạo thành một khu vực chịu sấm rộng lớn. Mà đối tượng bị sét đánh thường là những vật thể đang chuyển động. Đây có thể là cách lý giải hợp lý cho những bi kịch xảy ra tại thung lũng chết trong nhiều năm qua. Ngoài ra, các nhà địa chất còn phát hiện ra một con sông ngầm phía dưới đầm lầy. Nếu ai đó bước chân lên đầm lầy này thì sẽ lập tức ngã vào dòng sông ngầm bên dưới và bị lực hút cực lớn của dòng sông này kéo xuống vực sâu vạn trượng. Điều này giống như động ma quỷ trên đảo Java ở Indonesia. 6 cửa động lớn trong đó đều có một loại sức mạnh thần kỳ. Chỉ cần có bất kể một vật thể nào lướt qua cửa động, nhanh như chớp sẽ bị hút mất tăm tích vào trong động. Trong Sơn Hải Kinh của Trung Quốc, núi Côn Lôn cũng là một trong những vùng đất thần bí nhất. Đây là bản ghi chép đầu tiên về Tây Vương Mẫu ngự tại Côn Lôn, cũng như truyền thuyết về Hoàng đế đánh Sivu và câu chuyện thú vị về chuyện Đại Vũ Trị Thủy, khai sông Tích Thạch. Cửa địa ngục ở núi Côn Lôn cũng được ghi chép lại, nhưng so với cửa địa ngục hiện nay có phần không giống. Truyền thuyết thần thoại suy cho cùng cũng là một sự diễn biến của hiện thực. Về sau, những sách cổ như Hoài Nam Tử, Mục Thiên Tử truyền thời Tiền Tần cũng ghi chép những câu chuyện thần thoại đề cập đến cửa địa ngục Côn Lôn, càng làm cho địa danh này ngày càng được hệ thống hóa và hình tượng hóa. Thung lũng chết ở núi Côn Lôn phía trên có tia chớp, phía dưới có sông ngầm, thực sự có thể gọi là cửa địa ngục. Giải thích của nhà địa chất học chỉ khảo sát được một phần bí mật ở đây. Nhiệm vụ khó khăn còn ở phía sau. Cửa địa ngục có thể là nơi tích tụ năng lượng tự nhiên, bộc lộ sự nguy hiểm với hoàn cảnh dị thường. Bất cứ động thực vật nào rơi vào cửa địa ngục đều không thể bảo toàn mạng sống. Trên thế giới hẳn những nơi địa thế nguy hiểm vậy lại không phải ít. Rất nhiều sự thay đổi địa từ, thay đổi khí hậu, địa hình có thể tạo thành một nơi nguy hiểm như thế. Phần lớn chúng là tác phẩm của năng lực tự nhiên, thuộc về bí mật vĩnh viễn của nhân loại. Núi Côn Lôn đã được mô tả trong nhiều văn bản ghi chép khác nhau, cũng như được đề cập trong nghệ thuật. Đôi khi, ngọn núi này được miêu tả giống trụ chống trời hoặc đất, đôi khi lại có dạng nhiều tầng nhưng đều có đặc điểm nổi bật là bí ẩn, hùng vĩ hay lộng lẫy trong thần thoại. Bệ đỡ của núi Côn Lôn được cho là cắm sâu vào lòng đất, còn phần trên thì tiến thẳng đến bầu trời. Nhìn chung, các mô tả đều nhấn mạnh những khó khăn nếu muốn tiếp cận ngọn núi huyền thoại này. Những vách đá dốc đứng hùng vĩ hoặc những dòng sông nguy hiểm luôn là những thách thức nếu muốn đến đây. Núi Côn Luân cũng thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều phương tiện khác nhau để có được sự bất tử hay hóa tiên. Các ghi chép lãng mạn thường mô tả núi Côn Lôn với những chi tiết xa hoa. Những viên đá quý, những vách núi toàn bằng thạch anh và ngọc bích, những loại cây kỳ diệu với quả là ngọc, những loài nấm quý hiếm và nhiều loài chim động vật khác, cùng với con người đã hóa thành tiên. Đôi khi có thể bắt gặp các vị bát tiên đến để tỏ lòng tôn kính đến vị Tây Vương Mẫu. Họ có thể cùng dùng bữa với nhau. Đây là những hình ảnh hay họa tiết thường xuyên được sử dụng trong nghệ thuật như vẽ, chạm khắc hoặc còn nhiều hơn nữa. Nhiều lần xuất hiện trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa, thế nhưng địa điểm chính xác của núi Côn Lôn được đề cập đến là bất đồng. Người Trung Quốc cổ đại xem Côn Lôn là nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa và khởi nguồn của Hoàng Hà. Các tư liệu cổ xưa khác nói rằng có 4 dòng sông bắt nguồn từ Côn Lôn, đó là sông Hồng Hà, Hoàng Hà, Hắc Ngọc Hà và Dương Tử. Dòng sông thứ 5 chảy quanh núi Côn Lôn cùng những cồn cát di động để ngăn con người leo lên tầng thượng của ngọn núi. Và theo các truyền thuyết xuất phát từ đạo giáo, chỉ cần những ai có thần thông mới có thể vượt qua chướng ngại để lên đỉnh núi. Những câu chuyện kể về người tu luyện, thần tiên, các loại kỳ hoa dị thảo, các linh vật thường sống trên núi đã đi vào huyền thoại. Người Trung Hoa cổ đại thường để lại những câu chuyện về sự linh thiêng của các cây cổ thụ. Họ cho rằng cổ thụ có thể liên kết thế giới phàm trần và cõi tiên. Trong Kitô giáo cũng có cây cọ phục sinh và cây giáng sinh. Đa số các nền văn hóa Trung Bộ châu Mỹ cổ đại đều ca ngợi quyền năng của cây bông gòn. Người Mỹ da đỏ xem cây tuyết tùng là loài cây linh thiêng nhất. Yggdrasil là cây sự sống vĩnh cửu và thiêng liêng trong thần thoại Bắc Âu.
Ở Ấn Độ, cây Kanpa Kanparisa là cây ước nguyện cổ xưa. Còn tích xưa Trung Quốc kể lại rằng, lên đến núi Côn Lôn ta sẽ thấy những cây ngọc bích, còn có cây sự sống và loại hoa quả ăn vào khiến người ta trường thọ. Tây Vương Mẫu, vị nữ thần trong văn hóa Trung Hoa, có nơi còn đồng nhất hóa bà với nữ hoàng Seba trong Kinh Thánh, sở hữu một cung điện tráng lệ trên núi Côn Lôn. Trong vườn của bà có trồng những cây đào tiên rất lâu năm, cứ 3.000 năm quả lại chín. Trên núi có sếu, hổ, chim và những loại thú vật kỳ dị chỉ xuất hiện trong thế giới thần thoại. Cũng theo thuyết cổ, Chu Mục Vương, sinh năm 1976, mất năm 1922 trước công nguyên, thời nhà Chu đã từng lên núi thăm Côn Lôn. Ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy một cung điện bằng ngọc đẹp đẽ phi thường của hiên viên hoàng đế trong truyền thuyết. Khi lên núi, Chu Mục Vương cũng được gặp Tây Vương Mẫu. Người ta còn cho rằng núi Côn Lôn chính là núi Tu Di, ngọn núi năm đỉnh linh thiêng trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Núi Tu Di được coi là trung tâm của tất cả các vũ trụ vật chất, siêu hình, tâm linh và là trục của thế giới. Nhiều vị thần đều có thiên quốc của họ trên núi Tu Di. Vì trong thần thoại Trung Quốc cổ đại có nhiều bản ghi chép về các ngọn núi thiêng, nên đôi khi núi Côn Lôn bị nhầm lẫn hoặc được xác định là núi Bồng Lai, nơi bát tiên cư ngụ. Trong suốt lịch sử Trung Quốc, người ta luôn cố tìm ra vị trí của núi Bồng Lai tiên cảnh huyền thoại, nhưng chưa ai thành công. Ở nơi đó, mọi sinh linh đều có một màu trắng, cung điện bằng vàng và bạch kim, trên cây mọc ra đồ trang sức. Nếu chốn Bồng Lai thực sự tồn tại thì hẳn là đã được các vị thần tiên che giấu khỏi tầm mắt người phàm. Quý vị thân mến, dân tộc Trung Quốc từ xa xưa đã tôn sùng núi Côn Lôn. Người ở thời nhà Tần, triều đại đầu tiên của đế quốc Trung Hoa, từ năm 221 đến năm 206 trước công nguyên, đã phát triển một mô hình vũ trụ đặc biệt mô tả trời và đất là đại diện của các vị thần. Quan điểm vũ trụ học này cũng là một yếu tố chính trị và các vị quân vương đã dùng để thống nhất đất nước. Núi Côn Lôn trở thành biểu tượng của hoàng đế và vì thế nó đã khiến cho người dân trong nước cảm thấy kết nối gần gũi với nhau hơn. Giới khảo cổ đã phát hiện ra các bản khắc bằng xương và đồng của các triều đại nhà Thương và nhà Chu cho thấy người thời đó rất tôn sùng núi Côn Lôn. Thưa quý vị, truyền thuyết về núi Côn Lôn vẫn còn giữ được giá trị của nó. Những bài thơ hiện đại và các tác phẩm văn học vẫn đang ca ngợi về thiên đường tuyệt vời và bí ẩn này. Một số bức tranh về núi Côn Lôn, các vị thần và phong cảnh trên núi cũng được vẽ để miêu tả các sự kiện diễn ra ở chốn thiên đường này.